chào các anh em đang xem miền tây solar ha thì bây giờ là tối ngày thứ thứ bảy ngày 11 tháng 2 2023 nha anh em thì còn 10 phút nữa là qua chủ nhật rồi anh em anh em nhìn cái đồng hồ nhà mình nè à. Đó, cái đồng hồ đó ha 10 phút nữa là qua ngày chủ nhật rồi có nghĩa là bây giờ là 11 giờ 50 ha anh em tối ngày thứ bảy ngày 11 tháng 2 2023 thì uh, hồi chiều giờ mình gói anh em số đơn hàng. Đây. Đó, đây là những cái đơn hàng hồi chiều giờ ờ uh, gói mọi người. Đấy. À uh, carbon có ha, 68400, ờ uh, 80 uh, T300 rồi uh, um, 369 nè, đó. Rồi à JD 300W nè. CD 300W rồi 1 lận 1.450 nè anh em. Đó và rất là nhiều cái hàng quá mình còn chuẩn bị chút xíu gói tiếp ha. thì bây giờ mình đang soạn một cái hệ năng lượng mặt trời bám tải để gửi cho thầy To, thầy To ha, thầy To ở thành phố Long Xuyên nha anh em. ở An Hòa chắc là gần gần đâu An Hòa thành phố Long Xuyên gì đó. tối nay mình sẽ đi theo map, thì mình sẽ xuất phát vào 4 giờ khuya ngày nay, có nghĩa là bốn bốn năm tiếng đồng hồ nữa là mình đi đó. và mình đang chuẩn bị gói hàng nè thì hệ năng lượng mặt trời bám tải thì có gì mọi người và tại sao chúng ta lại dùng bám tải rồi tại sao chúng ta lại dùng con ba trong một như là saco rồi tại sao chúng ta lại dùng mppt rồi tại sao chúng ta lại dùng và lưới đó thì vô số câu hỏi tại sao nó hiện ra trong đầu những anh em mà mới xem những cái video năng lượng mặt trời chỉ vài video anh em sẽ sẽ thắc mắc những cái câu hỏi đó ha thì à, để giải đáp những câu hỏi đó thì à, nó rất là dài dòng Mình nói chắc cỡ video có hai tiếng hộ đó. Thì bây giờ thôi mình à, giải thích cái hệ bấm tải của mình gửi cho thầy To ha Thì à, thầy lấy một cái à, à, sợi dây đen 45m, sợi dây đỏ 45m à, Đen đỏ đều 45m hết ha à, Con Thin power à, 6kW Con power này thì à, lúc trước mình bán 11 triệu 200 ngàn anh em Ờ, nhưng mà thầy to lấy một cái hệ cũng khá lớn cho nên mình à, bán thầy to con này có 11 triệu thôi Nói chung là mình lấy nhiều thì bớt à, bớt bớ chút chút đỉnh nha mọi người chứ không gì ha Đó thì Thin Power 6kW giá 11 triệu 200 ngàn à, Có đầy đủ hết ha, CT bám tải nè, rồi à, cục wifi nè, cục kết nối AC rồi có tặng một cái đôi găng tay nữa mọi người đôi găng tay này mình cũng để nguyên luôn để cho thầy to về có có dùng gì dùng ha chứ mình cũng để im trong đó luôn mình không có môi ra đó thì trong đây sản phẩm có gì thì mình để im vậy rồi đi kèm với đi kèm với con thêm thì chắc chắn là có giấy tờ của nó rồi đây giấy tờ của nó đây nè giấy tờ xuất xưởng của nó và bản thân con thêm ở đây thì cái con hòa lưới thì mình không có đem ra thử nha Lý do là những con hòa lưới này nó rất là ok cho nên mình uh, ít bao giờ thử trước lắm mọi người ha. Mình không có thử, mình chỉ uh, bung ra kiểm tra nó đầy đủ các cái nhân chứng vật chứng hết thì uh, mình sẽ uh, gửi thôi ha. Thì uh, nội dung chính là có dây rồi thin, còn uh, ray kẹp thì thầy không có lấy tại vì tấm pin này thầy định là thầy để trên uh, nóc nhà luôn. Uh, khỏi cần ray kẹp. Rồi uh, đi kèm với uh, những cái nãy mình nói đó, thin power thì thầy lấy 10 tấm zinco 410 anh em. Đây là zinco 410 mình đang bán 6.500 một watt nha. Ở phí vận chuyển thì đâu đó 100 ngàn tấm. Ở đây thì mình vận chuyển tới nhà thầy luôn cho nên thầy hỗ trợ mình phí vận chuyển anh em. Đó thì đây, đây là tấm zinco 410. giá 6.500 một watt. Cái tấm này là 2 triệu 665.000 tấm nha. 2.665.000 tấm nha anh em. Uh, Zinco 9 bay công nghệ hát uh, Chia đôi tấm pin Nói chung là công nghệ mới gì thì cũng có trong đây hết Đấy 6 rưỡi w nha mọi người 2.665.000 một tấm Và thầy lấy 10 tấm Ở đây thì uh, một tấm nè Đây là mặt trên của nó Còn mặt dưới của nó như thế này Đó, Ánh sáng cũng hơi ít Anh em thông cảm hả? mặt dưới của nó như thế này ha Đây là mặt dưới của nó Đấy Và khi mà chúng ta à, chúng ta dùng à, uh, cái, uh, cái 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 uh, 18 này á thì nó được 4 cái mốt pin. 4 cái mốt pin thì à, uh, uh, khi mà xài con thin á thì 3 ngày nó ra trời nắng thì ra khoảng 3 cái 7 3 cái 8 điện và trời mát thì ra cũng khoảng ký mấy hai ký mấy thì anh em xài thoải mái ha. Và cái con thin power thì nó có CT bám tải sẵn. nè Thin Power nó có CT bám tải nãy mình đo cho anh em coi á thì nó có CT bám tải cho nên nó không đẩy điện lưới ha. Nó không làm phiền điện lực nha anh em. Đó, nó không làm phiền điện lực. Còn ban đêm mặt trời không có điện thì tự động điện lưới nó sẽ nó sẽ vào nó nuôi ra hệ thống điện trong gia đình. Còn ban ngày thì hệ thống điện trong gia đình được nuôi bởi 10 18 pin này và con thin power. Đặc biệt là điện khi mà mình xài không hết á, điện mặt trời nó ra ví dụ như ra rưỡi thì mình xài có 2 kg à. Còn rưỡi nữa thì rất là nhiều anh em băn khoăn là một ký rưỡi đó nó sẽ đi về đâu và câu trả lời rất là đơn giản là nó sẽ triệt tiêu nha mọi người nó sẽ triệt tiêu nhiều anh em nói Ồ, nó dư vậy nó đẩy ra lưới điện lực phạt mình sao này kia nó sẽ triệt tiêu ha rồi mình nói triệt tiêu đó cũng nhiều bạn rất là nghi ngờ ủa điện sao triệt tiêu điện sao mất được thì bây giờ như anh em thấy cái tấm pin này nè nó đang nằm đây mình đố anh em chứ tấm pin này có điện không vẫn có điện nha tấm pin này ha nó hấp thu nhưng ánh sáng xung quanh nè ban ngày thì nó hấp thu mặt trời ban đêm thì hấp thu ánh sáng của đèn nó vẫn có điện nha nhưng mà anh em đâu có xài ở đâu phải không nằm không nó vẫn có điện nhưng mà anh em đâu có xài ở đâu vậy là cái điện đi đâu triệt tiêu đó thì khi con thiên power được dư điện thì nó cũng triệt tiêu giống vậy như tấm pin này anh em rinh ra ánh sáng mặt trời đi đem ra ánh sáng mặt trời nắng thiệt là nắng thì nó ra rất là nhiều điện tại vì tấm này 400 trăm mấy quát nó ra cũng khoảng gần 400 trăm vậy thì nó ra rất là nhiều điện anh em không xài thì nằm nó đi đâu điện nó đi đâu nó sẽ triệt tiêu đó cho nên vấn đề điện triệt tiêu là chuyện bình thường nha nhiều anh em nói anh nói vậy chứ nó triệt tiêu đâu được điện sao chạy mất được đó thì anh em hiểu vậy là sai lầm rồi ha đó mình không xài thì nó sẽ không có nữa thì ở đây á là ngoài cái tấm nãy mình để nằm đó đó thì mình chuẩn bị ở đây nè chín tấm nè một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín với cái tấm hồi nãy là 10 tấm đó mình sẽ chất lên chiếc này ha chiếc này và mình gửi chở đến nhà thầy luôn thầy hỗ trợ mình phí vận chuyển ha cho nên mình đầy đủ xăng dầu để 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 đi rồi an tâm xăng dầu là thầy to đổ cho mình đấy và cảm ơn các anh em cũng như là các thầy cũng như là bạn của thầy thầy to thì không có biết mình anh em nhưng mà bạn của thầy biết và giới thiệu cho thầy ha thầy cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh mình và ủng hộ hàng bên mình Đó, đam mê thì hãy cứ liên hệ nha tại vì hàng quá này á là mình bán quanh năm suốt tháng mọi người mà yêu cầu mua cái gì á thì cứ nhắn cho mình lỡ như cái lúc đó mình không có à, lúc đó mình không có nhưng mà mình sẽ kéo về trong vòng hai ba ngày thì pin 410 w á là chín tấm này với tấm kia là 10 tấm ở đây ở đây mình còn một đống này, nè anh em thấy không nè pin 410 w mình còn một đống nè đó thấy không đó cho nên mọi người lấy thì cứ nhắn mình ở gần mình sẽ chở đến nhà anh em phí ship khoảng uh, 80 -10 đến chục ngàn trăm ngàn tấm tiền anh em lấy ít nhiều ha đó còn pin uh, nhật nè pin nhật 160 w nè đó 1 triệu ba tấm mà mình cũng còn một đống nè ở dưới kia còn đống nữa là hai đống luôn á đó. đó. chiều uh, có anh ở vĩnh hưng anh gọi mình anh hỏi là là có bị hết hàng không đó ảnh uh, chưa có định lấy liền bây giờ nhưng mà anh sợ sau này khi anh lấy thì nó sẽ hết hàng thì mọi người an tâm ha pin nhật uh, là mình có cái mối lấy ở ờ, khi mà hết á là mình sẽ lấy về trong vòng một ngày hai ngày cho nên mọi người cứ đăng ký và mình lấy về bán chứ không có bị hụt hàng giữa đường đâu anh em đừng lo nha pin ờ, thiếu thì mình lấy về thôi chứ nhà máy luôn luôn sản xuất mà ở bên nhật nó luôn luôn nhập qua việt nam ở những cái kho ở miền bắc nó còn nằm pin nhật nhiều lắm mọi người đó còn ớt solar một w nè à, áp thấp giá triệu ba tấm nè mình gửi cho anh nào đó mình bên quên đây có hai tấm nè trong nhà mình còn hai tấm nha anh em, anh em nào đam mê thì liên hệ lấy ha. Còn hai tấm 150W đó thôi. Và tấm 200W áp cao thì còn nhiều. Tấm 100W áp thấp thì cũng còn nhiều nhưng mà 150W này còn có hai tấm thôi. Ai lấy thì nhanh chóng ha. À, thì tương lai mình sẽ lấy cái này về mình bán nữa. Anh em thích cái nào mình bán cái đó nhiều. ở nhưng mà bây giờ thì còn có hai tấm thôi. Lúc này thì mình cũng bận nhiều cho nên là chưa có lấy kịp. Đó thì thôi bây giờ mình kết thúc video tại đây. Một cái hệ năng lượng mặt trời à, bám tải thì nó gồm nội dung gì đó của mọi người chủ yếu là tấm pin và con tin bô còn những thiết bị khác thì nó chẳng đáng bao nhiêu tiền ha à, ở đây không có lưu trữ nha mọi người con thiên không lưu trữ nha đó ban ngày thì dùng điện tấm pin mặt trời thoải mái à, còn ban đêm là chúng ta sẽ lấy điện lưới xài ha và công việc đó hoàn toàn tự động chúng ta không có tác động gì tay chân vô trong đó hết nha hoàn toàn tự động và con tin này nó hay một cái là nó bảo hành tới 5 năm luôn nha anh em 5 năm và nó chạy rất là bền bỉ. Trong cái dòng mà bám tải thì con Thiên là số 1 nha mọi người. Có đầy đủ uh, uh, Wi-Fi đồ CT đồ hết ha. Đó, thì uh, uh, tại mọi người sẽ nghĩ là tại sao không dùng lưu trữ mà dùng con này. Đó, uh, con này cái hệ bám tải nó có nhiều đặc điểm hay và cái hệ lưu trữ 3 trong một của Saco nó cũng có nhiều đặc điểm hay. Tùy vào nhu cầu mà chúng ta sử dụng thôi anh em ha. Uh, lưu trữ thì có thêm ác quy còn con này thì không cần và lưu trữ thì xài được ban đêm còn cái này thì chỉ xài được ban ngày đó tùy vào cái nhu cầu Người ta xài chứ còn cái nào ưu việt hơn thì không nói được nha mọi người không nói được nào ưu việt hơn thôi mình đến đây thì kết thúc video bây giờ thì đúng là 12 giờ khuya luôn đúng 12 giờ luôn ha một cái bon 12 giờ luôn đó đồ bay kim đồng hồ nó chậm lại nó chậm lại luôn mọi người thấy không đó 12 giờ khuya và tranh thủ ngủ một tí đặng năm sáu giờ mình sẽ lên đường đi Long xuyên ha anh gửi tới cho các chú là các chú lắp ráp sử dụng cho nó thật là yêu thương thì nguyên một cái hệ thống này mình có cộng sơ sơ lại là nó 40 triệu nha 40 triệu nguyên cái hệ thống nãy giờ mình báo cho anh em á một đống dây CB đồ này kia đó rồi thin power rồi 10 tấm pin là nó bao gồm 40 triệu cả phí vận chuyển luôn nha phí vận chuyển tới nhà luôn mà 40 triệu anh em nào thích thì nhắn mình mình sẽ gửi tới cho anh em những cái hệ bám tải như thế này có những cái hệ như thế này thì ban ngày là khỏi lo nha không đóng tiền điện mà ngày anh em cấm uh, máy lạnh máy giặt đồ thoải mái ha thôi mình xin chào hẹn gặp mọi người những video lần sau đam mê mua đèn á thì nhắn mình ha mình sẽ gói cho anh em như thế này nè và gửi tới cho anh em nha